Darling, darling, doesn't have a problem lying to herself, cause her liquor's top shelf. It's alarming, honestly, how charming she can be. Fooling everyone, telling them she's having fun. She says you don't wanna be like me, don't wanna see all the things I've seen. I'm dying, I'm dying. She says you don't wanna get this way, famous and dumb at an early age. So mean, it's alarming, truly how disarming he can be. Eating soft ice cream, Coney Island queen. She says you don't wanna be like me, looking for fun, getting high for free. I'm dying, I'm dying. She says you don't wanna get this way, street walk at night and a star by day. It's từ những người phụ nữ trên những cái vùng thảo nguyên
hay không và sở thích tự do. Các cái bông hoa này được thể hiện được cái nét đẹp cũng như cái sự mạnh mẽ, sự rắn giỏi trong cái cuộc sống sinh tồn của họ, và người ta thể hiện được một cái nét đẹp rất cứng cỏi nhưng mà đầy huyền bí. Và ở đây em đã dùng những cái kỹ thuật về hoa, em đã tạo ra một cái màu sắc rất riêng biệt, không lặp lại. Đây là cái yếu tố mạnh của em, và những cái yếu tố trang trí của em cũng thể hiện được một cái sự phối hợp vừa cả chất liệu, cắt cúc, các kiểu dáng, và mỗi bộ của em đều là mang cái sắc thái khác nhau, nhưng trong cái tổng thể thì em lại có một cái sự đầu tư rất là chu toàn. Ở đây thì tôi cũng rất là khen của em. Tuy nhiên thì tôi thắc mắc rồi, khi biểu diễn tại sao em lại mang một cái con chó Alaska, một cái vùng mà cái như là rất là lạnh, một cái con chó lên để thể hiện một cái điều gì trong cái bộ phận này? Dạ thưa cô, thì người đi ngang là những người sống di cư, họ không cố định ở một nơi nào hết, cho nên trong bộ sưu tập của em cũng có sử dụng chất liệu thu đông, cho nên là Alaska vẫn được sử dụng mà. Và khi mà nhưng có cái chó trong đây thì nó tạo ra cái phần lãng mạn hơn cho bộ sưu tập của em. Cô thì cái nếu về lãng mạn nhất em dắt luôn con ngựa. Câu chuyện xuyên suốt của tiếng Pháp, cái đề tài về phong cách của một cái vùng thảo nguyên hoang dã, phong cách Zigan thì nó đã có lặp đi lặp lại trong nhiều mùa, và ở đó nó đã tạo nên một cái phong cách được định hình qua nhiều năm, và ở mỗi nhà thiết kế đều tạo ra cho mình một cái câu chuyện riêng. Thì thực ra em cũng đã kết hợp được những cái yếu tố khác nhau trong thời trang cũng như trong văn hóa để em tạo nên được cái câu chuyện này. Thế tuy nhiên là về mặt một số những cái chi tiết ấy, thì ví dụ như là ở cái bộ này là em thả luôn, trong khi bốn bộ này đều là có dây hết, thì cũng không hiểu lý do vì sao là hay là đến bộ đó thì mình hết dây, hay là bộ đó mình làm đầu tiên mình không thích mấy cái dây. Thì cô chỉ hỏi em là cho cô biết vì sao mà mình bốn bộ này nó đều đi một cái nhịp điệu, bộ kia nó cũng cách xa lắm nhưng mà lại nó mất luôn chứ, trong cái dây này quá trời luôn. Dạ, thưa cô, thì trong cái phong cách Bohemian thì cô luôn là cái hình ảnh quen thuộc, nhưng mà em cũng muốn bớt đi, tại vì nếu mà có bốn bộ tôi đua không thì nó không có gì mới. Thì cái bộ này của em á, nó có thể ứng dụng được trong đời sống là hàng ngày cũng được. Thì nó vẫn giữ cái nét đi găng, nó không có còn phải thương mua, nhưng mà nó nhìn nó vẫn có cái gì lãng mạn và nó không khoáng. Và những cái giờ ở đằng sau thì em thiết kế 3D làm cho hoa, với lại cái đường cắt xẻ sau như thế này nó tạo cho cô gái nó sự phóng khoáng, và nó cũng thì em biết từ năm ngoái, nhưng mà đặc biệt năm nay mấy cái tư du này bây giờ là đắt lắm, mấy cái này thì bán này mấy kia chưa chắc là bán đâu vì nó nhiều rồi. Cho nên là nhưng mà cô cũng hy vọng là em nghĩ cái đó nó tiện dụng thì sẽ bán được. Cảm ơn em. Vừa qua chúng ta ngắm nhìn cái bộ sưu tập với những người mẫu chuyên nghiệp, và đây là những người mẫu không chuyên nghiệp của trường Hồng Anh. Đặc biệt là có những cái nét thể hiện trên gương mặt nó khác với người trình diễn, với cái gương mặt của anh em lúc nào cũng được đẹp có hồ, và do đó chúng tôi sắp có một cái gì đó đặc biệt cho đó người mẫu đẹp. Bây giờ chúng tôi yêu cầu ai là người hướng dẫn em yêu cầu lên đây. Dạ, chính như hướng dẫn của em là cô Bùi Thị Tiểu Hương ạ.
Tôi xin mời cô Bùi Thị Tuyết Hương. Cô đã làm việc cho trường Hoàng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô khi đã thay đổi cái phong cách của trường. Trước đây cô rất sơ cứu, cô rất truyền thống. Cô nhìn vào những cái gì nó cổ điển, nhưng mà bây giờ cô sẽ làm. Cô dám cho sinh viên cô một chút hơi hình. Cái chút hơi hình đó rất có giá trị và nghệ thuật. Và bây giờ chúng tôi tiếp điểm. Xin hai cô. Kính thưa thầy, điểm quyết định của em là 9,5. Cô. Cũng thưa thầy là lần này lại thống nhất ý kiến luôn là 9,5. Hai cô bỏ tiền tiết kiệm không dám tiêu phí đồng tiền. Hôm nay tôi tiêu phí đồng tiền và tôi xin hai cô tôi cung cấp cho cô thêm 0,5 với cô 10 điểm. Tôi tặng hết cho mấy quý vị ở đây mấy người một cuốn sách mà tôi chưa biết tên, khi nào có thể đến gặp xin tôi ký tên. Và tôi xin mời sáu quyển sách. Như vậy là 90 sách ra. Tôi xin lỗi hai cô giáo của tôi. Trong cái tiền tiết kiệm của cô có 9,5. Tôi cung cấp thêm 5 cách nữa cho đủ 10. Rồi, xin hai cô. Cảm ơn các em.